Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Hyundai Santa Fe là mẫu xe crossover hạng D nổi bật nhất ở tại thị trường Việt Nam trong quãng thời gian gần đây. Thậm chí, nếu đem ra và đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ nằm trong phân khúc SUV 7 chỗ có mức giá xem, chiếc crossover hạng D của thương hiệu Hàn Quốc vẫn tỏ ra khá lấn lướt trước các đối thủ về doanh số bán hàng trong năm 2021. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, Santa Fe có thể sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất khó chơi đến từ thương hiệu Việt. Đó chính là chiếc xe VinFast VF8 thuần điện vừa mới được ra mắt tại thị trường Mỹ. Vậy, VF8 có gì mà khiến cho Hyundai Santa Fe phải dè chừng? Ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho toàn bộ ekip của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây là bài phân tích của Chí Trần. Nếu như Hyundai thành công phân phối Santa Fe ở tại thị trường Việt Nam với tổng cộng là 5 phiên bản, có mức giá bán dao động từ 1 tỷ 030 tới 1 tỷ 340 triệu đồng. Trong đó có 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng và 3 phiên bản sử dụng động cơ dầu. Trong khi đó, VinFast Việt Nam giới thiệu tới công chúng tổng cộng là 2 phiên bản VF8 Eco và VF8 Plus với mức giá bán lần lượt từ 1 tỷ 057 tới 1 tỷ 237 triệu đồng. Tất cả các phiên bản đều được sử dụng động cơ thuần điện 100%. Với 5 phiên bản sử dụng động cơ truyền thống đang được phân phối ở tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe vẫn đang chiếm ưu thế hơn so với đối thủ về góc độ tiếp cận đa dạng lượng người dùng. Còn đối với hãng xe Việt, hiện nay VinFast chỉ công bố 2 phiên bản duy nhất cho VF8 đều sử dụng động cơ thuần điện. Chính vì vậy, đây là điểm yếu của VF8 ở tại thị trường trong nước bởi vì khách hàng chưa có thói quen sử dụng các phương tiện chạy bằng năng lượng sạch. Còn nếu như bình xét về mức giá bán, hiện nay VinFast VF8 đang tỏ ra hấp dẫn hơn so với đối thủ là Hyundai Santa Fe ở tất cả các phiên bản. Đặc biệt, phiên bản cao nhất của VF8 có giá bán là 1 tỷ 237 triệu đồng, trong khi phiên bản cao nhất của Santa Fe có mức giá bán lên tới 1 tỷ 340 triệu đồng. Con số này chênh lệch tới cả 100 triệu đồng, chưa tính tới VinFast đang thực hiện chiến lược giảm giá sản phẩm để gây dựng thương hiệu và phủ sóng thị trường. Như vậy, chúng ta có thể tạm thời kết luận rằng giá bán là điểm yếu đầu tiên của Hyundai Santa Fe trước đối thủ VinFast VF8. Phải nói rằng, Hyundai họ rất mạnh ở khâu thiết kế sản phẩm trong bao nhiêu năm qua. Với những mẫu xe đẹp mắt, hiện đại, mang tính thời thượng, các đối thủ đến từ Nhật Bản thua đau ở tại thị trường Việt Nam cũng đã phải chỉ ra một điểm yếu dẫn đến việc thị phần rơi vào tay người Hàn, đến từ việc thiết kế không nịnh mắt được người dùng Việt. Còn đối với VF8, hãng xe Việt tỏ ra rất thấu hiểu người tiêu dùng. Yếu tố đẹp mắt vẫn là then chốt để dẫn đến cánh cửa trái tim. Chính vì thế, tất cả các mẫu xe của VinFast đều được thiết kế bởi những đôi bàn tay tài năng, đầy sáng tạo và cái chất nghệ sĩ của các designer đến từ Ý, nơi đã cho ra lò những mẫu thiết kế mang tính huyền thoại đi cùng những thương hiệu như Lamborghini, Ferrari, Maserati. Nếu như Hyundai Santa Fe có một phong cách thiết kế đầy hiện đại, trẻ trung, mềm mại, thuần theo phong cách châu Á, thì chiếc xe VinFast VF8 lại đem tới một sự khác biệt với ngôn ngữ thiết kế đậm chất châu Âu với các đường nét sắc sảo, mạnh mẽ, khác biệt với sự mềm mại của các mẫu xe Hàn. Tiếp theo, Hyundai Santa Fe với một phong cách của một chiếc SUV, vì vậy phần đuôi xe gần như có thiết kế nở rộng để gia tăng không gian phía trên đầu cho người sử dụng. Trái ngược với Hyundai Santa Fe, VinFast VF8 lại có thiết kế hơi hướm coupe giúp xe tăng khả năng khí động lưu học nhưng lại là điểm yếu về không gian trên đầu cho người sử dụng. Bên trong nội thất, Hyundai Santa Fe cũng giống như bao nhiêu chiếc xe hơi truyền thống khác, sử dụng rất nhiều những nút bấm, phím chức năng ở khu vực trung tâm điều khiển. Còn đối với VinFast VF8, biểu tượng của xu hướng tương lai và không gian thiết kế tối giản, đồng hồ táp lô xe đã biến mất hoàn toàn, các phím bấm chẳng chịt ở khu vực trung tâm cũng không còn. Thay vào đó là phần màn hình trung tâm kích cỡ lớn, chẳng khác nào buồng lái của một chiếc phi thuyền không gian ở thế kỷ 22. Kết luận ở phần thiết kế ngoại thất và nội thất xe, hai mẫu xe này là hai hệ tư tưởng thiết kế hoàn toàn trái ngược nhau. Chính vì vậy, nếu bạn là người yêu thích sự mềm mại, trẻ trung, các bạn có thể lựa chọn mẫu xe Hàn Quốc Santa Fe. Còn nếu bạn là người cấp tiến, thích sự hiện đại và mới mẻ, chắc chắn bạn phải chọn VinFast VF8. Cả Hyundai Santa Fe và VinFast VF8 đều được trang bị một hệ thống chiếu sáng có thiết kế để lại nhiều ấn tượng. Bên trong cụm đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ bi LED, tự động thích ứng, cắt bật pha cốt thông minh, rửa đèn pha tự động. La răng của Hyundai Santa Fe sử dụng loại 18 inch, lốp béo thông thường. VinFast VF8 sử dụng la răng 21 inch kết hợp với lốp run flat vách mỏng, vẫn có thể di chuyển tốc độ thấp khi lốp bị thủng và thường xuyên dùng cho các dòng xe Đức. Hai mẫu xe này đều được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm dạng LED, tự động gập chỉnh gương điện, sấy gương,
camera 360 độ, cảnh báo điểm mù. Trên kính cánh cửa đều được sử dụng màu tối, đem lại quyền riêng tư cao cho người dùng. Ở phía đuôi sau, cả hai mẫu xe này đều được trang bị một cụm đèn hậu LED có thiết kế đẹp mắt, cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh trên cao dạng LED, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cốp sau mở điện bằng chìa khóa từ xa. Cả hai mẫu xe này đều được trang bị những tính năng tiện ích cơ bản như ghế da cao cấp chỉnh điện nhớ vị trí, gương chiếu hậu tự động chống chói, cửa sổ trời, hệ thống điều hòa tự động lọc không khí thông minh, phanh tay điện tử, khởi động start stop, các chế độ lái khác nhau, sạc không dây, màn hình HUD. Tuy nhiên, VinFast VF8 bổ sung thêm một số tính năng cao cấp như màn hình trung tâm có kích thước 15,4 inch, điều khiển bằng ra lệnh giọng nói thông qua công nghệ trợ lý ảo VV, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt rất thông minh, điều khiển các chức năng trên xe thông qua VinFast App, dịch vụ kết nối các kênh mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử giải trí, cá nhân hóa thông báo khuyến mại, ưu đãi sự kiện, tiện ích văn phòng, hệ thống điều hòa thông minh, kết nối điện thoại thông minh. Hyundai Santa Fe sở hữu những tính năng tiện ích nổi bật như màn hình giải trí 10,25 inch kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, kết nối USB, AUX, Bluetooth, hệ thống 10 loa Harman Kardon cao cấp. VinFast VF8 sở hữu hai động cơ điện gắn ở trục trước và sau tùy từng phiên bản, sản sinh ra 402 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 640 Nm, sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong vòng 5,5 giây, có khả năng di chuyển từ 460 tới 510 km cho mỗi lần sạc đầy tùy từng phiên bản. Hyundai Santa Fe được trang bị hai khối động cơ xăng là 2.5 lít và dầu 2.2 lít, sản sinh ra lần lượt là 180 và 202 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 232 và 444 Nm, đi kèm với phiên bản sử dụng động cơ xăng là loại hộp số tự động 6 cấp số, động cơ dầu sử dụng hộp số 8 cấp. Xe sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian hoặc dẫn động cầu trước. Hệ thống treo của VinFast VF8 Auto Việt Nam chưa có thông tin cụ thể chi tiết, nhưng đối với Hyundai Santa Fe là kiểu MacPherson phía trước, dạng liên kết đa điểm phía sau. VinFast VF8 2022 ngoài sở hữu những công nghệ an toàn cơ bản, xe còn được trang bị những công nghệ an toàn cao cấp như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe toàn phần, hệ thống tự đỗ, triệu tập xe thông minh. Xe được trang bị các công nghệ tự hành cấp độ 2 và 3 với 30 tính năng thông minh, bên cạnh một số tính năng tự hành cấp độ 4 bao gồm thiết lập bản đồ 3 chiều, kết nối hệ thống giao thông và đô thị thông minh. VinFast VF8 được trang bị lên tới 11 túi khí giống với mẫu xe SUV VF9 đạt tiêu chuẩn 5 sao của Asian NCAP, 5 sao của Euro NCAP và 5 sao thông qua chương trình đánh giá an toàn giao thông đường bộ của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ. Hyundai Santa Fe được trang bị gói công nghệ an toàn Smart Sense nổi bật với những công nghệ an toàn cao cấp như hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thích ứng, hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, hệ thống phòng tránh và va chạm với người đi bộ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động. Hyundai Santa Fe được trang bị 6 túi khí đạt tiêu chuẩn 5 sao của Asian NCAP, 5 sao của Euro NCAP và 5 sao của chương trình đánh giá an toàn giao thông đường bộ của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ. Kết luận về phần trang bị công nghệ an toàn, Hyundai Santa Fe lại một lần nữa thua kém trước đối thủ là VinFast VF8. Bài so sánh này hiện tại thiếu phần đánh giá không gian cho người dùng, khả năng vận hành thực tế của VF8, khả năng cách âm chống ồn của VF8, bỏ qua những yếu tố về thương hiệu, mức độ phổ thông hiện tại, linh kiện phụ tùng sẵn có dễ dàng thay thế, dịch vụ bảo dưỡng, mức độ bền bỉ, khả năng tối ưu về hiệu quả kinh tế. Mình chỉ xin tạm kết luận rằng với mức giá bán rẻ hơn so với đối thủ lên tới cả 100 triệu đồng, VinFast VF8 xứng đáng để lựa chọn ở trong phân khúc crossover hạng D trước đối thủ Hyundai Santa Fe ở tất cả các phiên bản. Các bạn có ý kiến bình luận gì, lựa chọn VF8 hay Hyundai Santa Fe, hay cho Auto Việt Nam biết bằng phần comment ở phần phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.